những bàn thắng, những trận đấu tại Euro 2024 chưa ạ? Chúng ta vừa có 2 ngày nghỉ và giờ đây rất vui mừng được chào mừng quý vị khán giả trở lại với chương trình bình luận các trận đấu tại UEFA Euro 2024. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 giữa đội tuyển Italia và một đội tuyển đậm chất Ý, đó là đội tuyển Thụy Sĩ. Và vì sao chúng tôi so sánh như vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích sau. Còn bây giờ cho phép Hùng Anh được giới thiệu các vị khách mời có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin được chào mừng huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh ạ. Và cùng với đó là hai vị huấn luyện viên sẽ làm trận đấu ngày hôm nay, đó là anh Tuấn Anh và anh Khắc Cường. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm trận đấu giữa nhà đương kim vô địch của Euro và anh Thạch Bảo Khanh, anh thấy là chặng đường của đội tuyển Italia như thế nào? Có vẻ như là không mấy thuyết phục. Họ đã thắng Armani ở trận đầu tiên phải ngược dòng, rồi để thua Tây Ban Nha, rồi sau đó có trận hòa trước Croatia. Vậy thì tóm gọn lại, đầu tiên anh cảm thấy là chặng đường của Italia như thế nào? Vâng, hầu như là những đội